Thưa quý vị, dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn ga Hà Nội, Metro Nhổn ga Hà Nội đã chính thức khoan những mét ngầm đầu tiên thông qua hai máy đào TBM chuyên dụng vào sáng ngày hôm qua, 30 tháng 7. Phía Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội đưa ra dự kiến đoạn tuyến đi ngầm sẽ hoàn thành vào năm 2027. Sau đó toàn bộ tuyến Metro Nhổn ga Hà Nội sẽ được đưa vào vận hành, góp phần thay đổi diện mạo giao thông đô thị của thủ đô. Cụ thể, việc khởi công được tổ chức tại tầng đáy nhà ga S9 Kim Mã. Ông Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, việc khởi công khoan hầm bằng máy đào TBM là một cột mốc quan trọng đối với đoạn tuyến ngầm của dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn ga Hà Nội. Theo kế hoạch, máy TBM1 khoan từ ga S9 Kim Mã tại độ sâu 17,8m. Khi đào máy TBM1 khoan được khoảng 200m, thì máy TBM2 sẽ bắt đầu quá trình khoan hầm, hoàn thành khởi chạy cho 240m đầu tiên. Các máy khoan hầm sẽ tăng tốc đến tốc độ tiêu chuẩn khoảng 10 mét một ngày để tiếp cận các ga tiếp theo. Dự kiến tổng thời gian khoan trong 16 tháng, 150 người tham gia thi công. Trên mặt đất, dự án đã thiết kế và lắp đặt xong hệ thống quan trắc địa kỹ thuật để đảm bảo việc quan trắc thường xuyên, theo dõi tình hình dịch chuyển và sụt lún của mặt đất. Dưới mặt đất, dự án đã thiết lập hệ thống thoát nước. Việc thi công khoan hầm sẽ được tiến hành với sự cẩn trọng và giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho các công trình hiện hữu và đảm bảo chất lượng cho công trình đang thi công. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa lớn gây lũ quét sạt lở đất, gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Đồng thời, mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua đã khiến nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Theo Công ty Cổ phần Đường bộ 226, trên tuyến quốc lộ 6 có nhiều điểm sạt lở gây ngập úng khiến giao thông đi lại khó khăn. Đặc biệt tại km 400, nhiều tảng đá lớn từ vách núi lăn xuống chắn hết lòng đường, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Hiện đơn vị đang tập trung nhân lực máy móc để khắc phục sạt lở, phân luồng, đảm bảo giao thông cho người và phương tiện qua lại an toàn. Ngoài quốc lộ 6, tỉnh lộ 140 nối Tuần Giáo và Tùa Chùa cũng xuất hiện điểm sạt lở lớn tại km 01 520. Lượng bùn đất từ ta luy dương tràn xuống lòng đường gây ách tắc cục bộ. Đến trưa cùng ngày 30 tháng 7, vị trí này mới tạm thông tuyến để xe qua lại. Thưa quý vị, đà suy giảm nhanh chóng của quần thể voi trong những năm qua đã khiến Việt Nam là quốc gia còn ít voi hoang dã nhất trong khu vực Đông Nam Á. Ước tính hiện chỉ có hơn 100 cá thể trên toàn quốc. Quần thể lớn nhất được tìm thấy ở vườn quốc gia York Don, tỉnh Đắk Lắk, song số lượng thì cũng ngày một suy giảm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang lấy ý kiến rộng rãi về kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn voi Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Kế hoạch đặt mục tiêu, định hướng và hướng dẫn thực hiện các hành động ưu tiên đến năm 2035 thông qua các chiến lược về duy trì và phát triển quần thể cá thể voi, đảm bảo bền vững, cải thiện môi trường sống, quản lý xung đột voi người và nâng cao năng lực cho các bên liên quan để bảo tồn voi hoang dã. Trong khoảng hơn 30 năm trở lại đây, số lượng voi Việt Nam nói chung và voi Tây Nguyên suy giảm nhanh theo từng năm. Những năm 1990, ước tính số voi hoang dã của Việt Nam còn khoảng 1.500 đến 2.000 cá thể. Tuy nhiên, hiện Việt Nam chỉ còn khoảng 124 đến 148 cá thể voi hoang dã, phân bố trên 8 tỉnh, bao gồm Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai và Bình Phước. Trong đó chỉ có 3 sinh cảnh còn trên 10 cá thể voi là vườn quốc gia Pù Mát và vùng phụ cận thuộc tỉnh Nghệ An, vườn quốc gia Cát Tiên, khu bảo tồn thiên nhiên và văn hóa Đồng Nai, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp La Ngà thuộc tỉnh Đồng Nai và vườn quốc gia York Don, tỉnh Đắk Lắk. Một thực tế hiện nay ở Việt Nam là cái môi trường sinh sống của voi tự nhiên đang bị chia cắt rất là nhỏ lẻ. Thậm chí là có những cái môi trường sống là chỉ còn một vài con nhỏ lẻ, không có khả năng để tái hòa nhập đàn và không có khả năng sinh sản. Chính vì vậy thì cái khả năng mà phục hồi lại quần thể voi tự nhiên cũng như đảm bảo cái môi trường sinh sống theo những cái tập tính tự nhiên của voi thì đó là một cái thách thức đặt ra rất là lớn trước sức ép của sự phát triển kinh tế và những cái cộng đồng xung quanh, và đồng thời làm sao để hài hòa được giữa cái việc là đảm bảo môi trường tự nhiên sinh sống của voi cũng như là đảm bảo an toàn và sinh kế người dân. Đây là một những thách thức rất là lớn đối với là công tác bảo tồn và khôi phục voi Việt Nam hiện nay.
Một số nhiệm vụ cụ thể được đề xuất trong Kế hoạch Hành động Quốc gia về bảo tồn voi Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, như nâng cao hiểu biết về voi hoang dã, từ đặc điểm hình thái, cấu trúc đàn, hành vi và sức khỏe từng cá thể, xu hướng di chuyển thông qua việc giám sát voi bằng bẫy ảnh hoặc phân tích DNA từ mẫu phân. Triển khai một số giải pháp ngăn chặn các mối đe dọa đến sự suy giảm voi hoang dã như tăng cường tuần tra kiểm soát, loại bỏ các mối đe dọa đối với sự tồn tại của voi, thực hiện các hoạt động cứu hộ và tái thả voi hoang dã vào môi trường tự nhiên, cũng như các biện pháp để ngăn chặn voi chết. Duy trì và phát triển quần thể voi bằng việc xác định và thực hiện các biện pháp để duy trì sự tồn tại của các đàn voi hiện có, nếu có thể áp dụng các biện pháp bảo tồn và phát triển quần thể, cá thể. Thực hiện cải thiện môi trường sống của voi bằng việc ngăn chặn các hành động xâm hại, phá hoại vùng sinh cảnh của voi, thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện chất lượng sinh cảnh sống cho voi, đồng thời xác định và mở rộng diện tích sinh cảnh dựa trên bằng chứng khoa học về diện tích voi sử dụng. Chính phủ Việt Nam rất là quan tâm đối với lĩnh vực bảo tồn voi. Và Việt Nam là một đất nước rất là còn may mắn bởi vì là một trong số 13 quốc gia còn có voi châu Á. Phân bố thì với vai trò là một tổ chức phi chính phủ làm việc về phúc lợi động vật, trong đấy có động vật hoang dã, thì chúng tôi rất là hoan nghênh và rất đánh giá rất là cao cái nỗ lực này của chính phủ và cái sự quan tâm này của chính phủ đối với công tác bảo tồn voi. Có thể nói là loài voi là một cái loài rất là quan trọng. Nó không chỉ là loài chỉ thị mà trên thế giới đang có rất nhiều những cái giá trị của động thực vật hoang dã mà chúng ta chưa nhìn thấy hết. Báo cáo ở trên Medical News năm 2018, họ đã chỉ ra rằng là con voi thì rất ít, rất hiếm gặp ung thư. Mặc dù là nó có thể sống đến 80 tuổi và trọng lượng nó rất là lớn. Thế tại sao lại như thế? Đấy chính là cái cách mà con người có thể học hỏi tự nhiên để nghiên cứu. Nhưng muốn học hỏi được tự nhiên thì tự nhiên còn phải còn đã chứ. Nghĩa là chúng ta phải bảo tồn được loài voi. Đấy, cái ý nghĩa của cái việc là chúng ta xây dựng cái VCAP này ở chỗ là chúng ta xác định được chúng ta cần phải làm cái gì và làm một cách thống nhất. Cái nỗ lực của chúng ta sẽ là một nỗ lực tổng thể và làm có kế hoạch thì mới dễ thành công. Chính cái bản kế hoạch này là một cái xây dựng để đang tháo gỡ những cái khó khăn tồn tại nhất hiện nay. Và tất nhiên là cũng rất là mong muốn cái sự đồng hành của các cái tổ chức quốc tế để tham gia hỗ trợ về tài chính cũng như là kỹ thuật. Và cũng là mong muốn là các cái cấp, các ngành cũng như là chính phủ là quan tâm đầu tư hơn cho công tác bảo tồn nói chung và cho cái voi nói riêng. Tại vì voi là một cái loài chỉ thị mà nó thể hiện được cái tính đa dạng sinh học cao của một quốc gia. Được biết đến là kỹ sư của hệ sinh thái và thợ làm vườn của rừng, loài voi châu Á hoang dã đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống và chất dinh dưỡng, tạo đường mòn trong rừng rậm và thay đổi sinh cảnh rừng, mang lại lợi ích của các loài động vật khác. Ngay cả dấu chân voi cũng tạo thành các hệ sinh thái nhỏ, nơi có nhiều sinh vật cư trú. Tuy nhiên, loài động vật to lớn này đang bị đe dọa trên toàn cầu, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Do đó, nếu không có những hành động khẩn cấp, tương lai tuyệt chủng của loài này sẽ không xa. Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 7, cả nước xuất khẩu trên 50.500 tấn xăng dầu các loại, kim ngạch đạt 41,4 triệu đô la Mỹ. Tính chung từ đầu năm đến 15 tháng 7, lượng xăng dầu xuất khẩu đạt 1,3 triệu tấn, kim ngạch 1,08 tỷ đô la Mỹ, tăng lần lượt 8,3 và 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Campuchia vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2024, đạt trên 222.900 tấn, trị giá trên 183 triệu đô la Mỹ, chiếm hơn 19% tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu. Sau đó là thị trường Hàn Quốc, chiếm hơn 11-12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch. Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 10-11% trong tổng lượng và kim ngạch. Tiếp sau là thị trường Singapore, chiếm hơn 10%. Các thị trường như Lào, Malaysia và Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng xuất khẩu nhỏ dưới 5% tổng lượng và tổng kim ngạch. Chiều ngược lại, từ đầu năm đến 15 tháng 7, cả nước nhập khẩu hơn 5,8 triệu tấn xăng dầu các loại. Tổng kim ngạch đạt 4,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 3% về lượng và tăng 4,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.
UBND TP HCM vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng trên địa bàn thành phố. Nhiệm vụ của Tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng là tổ chức thu thập, phân tích thông tin, số liệu và tình hình về khách mua vàng miếng. Theo đó, Tổ công tác sẽ phối hợp thanh tra kiểm tra chấp hành quy định về kinh doanh vàng của các cơ sở kinh doanh mua bán vàng miếng và sản xuất mua bán vàng trang sức mỹ nghệ. Cùng với đó, kiểm tra các tổ chức cá nhân có dấu hiệu nghi vấn đầu cơ trục lợi, gây bất ổn thị trường vàng trên địa bàn. Cùng với đó, có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo và tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp góp phần ổn định thị trường vàng nói chung và trên địa bàn nói riêng.